thấy đường nè. Đó thấy đường đẹp cô. Hát cái bản đi đời cu bê đê đi. Giờ tiếp khách mà ăn uống xong rồi hết nấu nhà bài. Bữa nào đi? Sáng để biết là bữa đâu. Bữa nào đi chút đi show đánh ma. Mấy giờ bây giờ? Chút rồi. Thôi tới giờ. Bữa nào cũng được. Hát nhà bài cho vui. Ý là em hát nhà bài đi, không biết hát nhà bài đi. Cũng biết hát rồi mà. Bà có bà hát đó. Bà giống cười hát lại đi. Vậy cho mình chất hát rồi á. Nhất cho mình chất hát đi. Đây. Sống trong khổ đau, nói chân mang lành thiên.
kính thưa quý vị, vâng, một năm có 365 ngày, chắc hẳn trong hành trình chúng ta ai cũng sẽ có một ngày hạnh phúc và một ngày trọng đại. Thì hôm qua sinh nhật em đã qua rồi, thì hôm nay là sinh nhật của ai thì em không biết. Thì hôm nay đây sự hiện diện của chồng của Bonat, Thánh Xì Bo. Cho chàng hỏi tay Thánh Xì Bo. Chồng Bonat đúng rồi. Chồng Bonat đúng rồi. Cái mặt giống nhau. Ờ, bị trang luôn. Trời ơi. Thì cái mặt Bonat giống chiếc cuốc, thì cái mặt này giống đôi giày. Cho chàng hỏi tay đi. Mày quá. Lên lên lên. Cái mặt tên gì hả? Lượm anh lượm, anh lượm guitar, lượm guitar. Ôi dễ thương quá. Ủa ví dụ mà khi mà muốn bóc hai anh là sao? Bóc qua số điện thoại hả? Là ăn nhậu đồ vui vẻ đó, mình đợi đồ hát chơi đó đúng không? Trời ơi hay quá. Đến đi khóc gì vậy chờ? Gu của em nè mọi người ơi. Đàn ông xăm hình, ngoài xăm hình còn xăm chân mày nữa kìa. Dễ thương cái mặt y chang Bonat luôn chờ. Anh này với lại Bonat là có thi cái game show mà trời sinh một cặp á mọi người. Bấm vô đi, bấm vô game show trời sinh một cặp đi. 2023 là có anh này với Bonat nè. Thánh Xì Bo thôi, bây giờ là Thánh Xì Bo sẽ hát một bài nhạc chế tặng cho mọi người. Đó, bây giờ gõ gõ này hát nhạc chế nè. Nhạc chế à, nhạc chưa quen. Nhạc chế đi anh, ngồi đi anh. Đổ bồ hôi quá trời luôn. Sợ ai? Thôi còn nhớ tôi sợ ba khi lớn lên là tôi sợ vợ. Vợ của tôi là tôi léo sợ, sợ là sợ mà chơi là chơi. Em ta cho béo mới gọi là chơi. Chị vậy má? Tự em ăn dép bốn nè, bông hồng có bốn gai, cần nào đẹp trai lấy luôn bốn thằng. Trời ơi, ôi, đó. Em bốn quá em mới gặp cô. Đi mấy cái đó hãnh diện lắm hả, phe dữ vậy? Đi cái đó làm như đi Úc hả, hãnh diện vậy má? Anh có chơi gió bay trên trời. Là cái gì vậy má? Ê, là ý là... gì vậy mà? Hết gì không có. À, ý cổ hỏi là anh có chơi giống như là đời hư áo đưa anh vào cơn mê. Đó, ngày xưa có. Đời hư áo đưa vào cơn mê. Rồi gọi em lắm trông như gất phơi hoa hoa. Đúng không? Giờ cấp tới mà hát. Ngồi nhìn ba má khóc. Trời ơi. Sao nè? Con ơi đi chị bò. Trời ơi. Tiếp đi. Để áo dép sắp tiền, để áo dép đắt tiền, vàng vòng đâm mai lố, chân trước mang đôi dép lao là lúa nha. Rồi rồi rồi, đó là lúa kìa, hát lại luôn. Vô. Quy Nhung đâu rồi? Đi đây. Quy Nhung đâu rồi? Về nhà ba. Hát này mới đi. Nó dứt cục hàng. Rồi, hai dây đàn má trước cục hàng. Hai dây đàn má hàng não, đứt cái đàn đứt dây lên hai dây mà. Rồi da bùn diệm để lấy hàng lại chơi. Cái miệng mà quá chứ. Đây đưa dây này đây. Nè, lấy dây đàn đổi dây dây điện đi. Còn dây của bà đâu? Còn dây bữa sáng. Hôm bữa bà nhét con dây trong đây nè. Tao cào luôn nắp hết rồi. Trời ơi, đó vậy không nữa.
anh đời sao mà có nội đức vậy vậy bà? Nãy bà thiều cái dai ảnh chứ vậy má. Khuynh Dung thiều má. Tự nhiên tôi đang đòn, tự nhiên lấy. Đang hứng thiều cái dai đức gì luôn. Lát Khuynh Dung cho uống chị giá. Tự nhiên anh đang hứng cho bà là bà gờ gờ cái anh đức hứng luôn. Anh đức gì nứng luôn thấy hả? Ngồi đi ngồi. Hai chai suối. Cái gì vậy? Hai chai nước suối hả? Lấy hai chai suối gì vậy em bé? Anh qua đây ngồi cho nó cùng phe nè. Nhưng hát qua rẻ nó mốt đi á, tao đứng dây nấn vậy bứt gầm nắp máu vô hả? Trời ơi, nó đi quá trời, đã xỉn rồi. Đã xỉn rồi. Má mày bỏ chồng mày ra vậy? Hả? Nè bỏ cho đi, hồi quên nè, đưa cái bao đây. Quý Dung, bỏ gì vậy trời? Gì được. Dễ thương ha. Quý Dung, mày làm gì đó ngoài vậy? Đi bên đây mất mặt đẹp luôn. Người ai để làm ba ơi? Người ai để làm? Người ai để làm? Người ai để làm? Con hội sáu mà con có chơi đó. Hội sáu gì? Hội sáu cái sáu thổi á bà. À là gì? Dứt đi hội sáu mua. À thổi kèn. À hội kèn ở đâu đó mà vậy? Hội kèn gì? Mua hội kèn ở đâu? Trời đất nó bự quá trời. Anh lượm chị ơi, lượm người nào mà chị chậm tay là anh làm anh lượm có kèn ba mấy năm mà biết hỏi không? Bị nhung ra đây nè. Nói gì má? Nói đi. Ở chồng mày hai thằng, tao có thằng Việt Thiểu đặng má mày phải giới thiệu đi. Mẹ hai thằng chồng mày về. Khách vô càng muôn bàn. Ê, nó hết vô rồi. Hết rồi. Thử thằng nào mà vô bao quá kêu anh ơi. Hai vô đi. Hết rồi. Đi đâu vậy? Con chồng mày đứng kèo. Tao đứng đâu hai, ngoài cánh vườn hả? Ở đây hai, mà lấy về là phượng.